Nga bắt đầu chuyển khí tài cho Iran, Mỹ lập tức hành động khẩn. Canh bạc mạo hiểm của Israel trước tuyên bố nóng của thủ lĩnh Hezbollah. Ukraine thực hiện một trong những cuộc đột kích lớn nhất vào lãnh thổ Nga. Video phi công Ukraine tập luyện trên chiến đấu cơ F-16 điều anh tạc cơ bay 20.000 km không nghỉ Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh youtube chính thức của báo điện tử VTC News Vừa rồi là những nội dung chính trong bản tin về chương trường thế giới được chúng tôi liên tục cập nhật Sau đây là nội dung chi tiết Nga đã bắt đầu gửi các hệ thống phòng không và radar tiên tiến của nước này tới Iran trong bối cảnh lo ngại căng thẳng gia tăng thành một cuộc xung đột toàn diện trong khu vực sau vụ việc của thủ lĩnh chính trị Hamas Ismail Haniyeh. Theo thời báo Moscow, truyền thông địa phương Iran đưa tin Tehran đã yêu cầu Moscow cung cấp các hệ thống phòng không. Tiết lộ với tờ New York Times sau đó, hai quan chức Iran giấu tên không chỉ xác nhận yêu cầu của nước này mà còn khẳng định việc chuyển giao đã được triển khai sau khi thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergei Shoigu tới Tehran. Bài viết của New York Times không nêu rõ Iran đã yêu cầu Nga cung cấp thiết bị gì hoặc đã được chuyển giao những gì? Hiện Iran đã có một số hệ thống phòng không S300 do Nga sản xuất. Hồi tháng 4, Iran đã thực hiện một cuộc tấn công trực tiếp chưa từng có vào Israel, viện dẫn lý do đáp trả Israel vì không kích giết chết một chỉ huy quân đội cấp cao của nước này ở Syria. Làn sóng khoảng 300 tên lửa và thiết bị bay không người lái đã gần như bị chặn hoàn toàn bởi các hệ thống phòng không của Israel, chỉ gây ra thiệt hại nhỏ. Vào thời điểm đó, Israel dường như đã đáp trả bằng cách tấn công một hệ thống S-300 gần một địa điểm hạt nhân ở Iran, mặc dù nước này không xác nhận sự việc. Trong khi đó, hãng tin AP dẫn thông tin từ một quan chức Mỹ cho biết khoảng 12 chiếc tiêm kích F-A-18 từ tàu sân bay USS Theodore Roosevelt của Hải quân Mỹ đã bay đến một căn cứ quân sự ở Trung Đông. Đây là một phần nỗ lực của Lầu Năm Góc nhằm giúp bảo vệ Israel và bảo vệ binh sĩ Mỹ trước khả năng Iran và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran phát động các cuộc tấn công. Vị quan chức trên cho biết, các máy bay FA-18 và một chiếc máy bay do thám E-2D Hawkeye cất cánh từ tàu sân bay USS Theodore Roosevelt ở Vịnh Oman và đã đến một căn cứ không được tiết lộ. Cũng theo quan chức trên, việc triển khai các máy bay của Hải quân Mỹ như vậy dự kiến chỉ là tạm thời, vì một đội tiêm kích gồm khoảng 12 chiếc F-22 của không quân nước này đang trên đường từ Alaska đến căn cứ nói trên. Không rõ tất cả các máy bay này sẽ ở lại căn cứ nói trên trong bao lâu điều đó có thể phụ thuộc tình hình trong vài ngày tới. Chảo lửa Trung Đông đang sụp sôi hơn bao giờ hết. Khi Iran và đồng minh thông báo sẽ tấn công Israel để trả thù vụ ám sát lãnh đạo phe trục kháng chiến là thủ lĩnh chính trị của Hamas, ông Ismail Haniyeh và chỉ huy cấp cao của Hezbollah, ông Fuad Shuk. Về phía Israel, trong cuộc họp nội các vừa qua, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định nước này đang trong cuộc xung đột đa mặt trận, đồng thời bày tỏ rằng Israel đã chuẩn bị mọi kịch bản và sẵn sàng đối phó với bất kỳ tình huống nào. Tuy nhiên, ông Sayed Hassan Nasrallah, thủ lĩnh Hezbollah phát biểu trong một buổi lễ ở thủ đô Beirut của Liban mới đây rằng Israel không còn hùng mạnh như quá khứ, cả năng lực phòng thủ của họ cũng vậy. Họ đang phải cầu cứu phương Tây, Mỹ, châu Âu và các quốc gia Ả Rập, dấu hiệu cho thấy danh tiếng của Israel đang xuống dốc. Ông nói, các trung tâm chỉ huy, lá chắn vòm sắt, David Sling, cùng mạng lưới vệ tinh của Mỹ đều trong trạng thái báo động cao, nhưng vẫn để tên lửa lao xuống khu vực phía đông thành phố Acre. Thủ lĩnh Hezbollah nói thêm rằng Israel phải trông chờ vào sự bảo vệ của phương Tây khi đối mặt với những cuộc tấn công tiềm tàng từ Iran và các nhóm vũ trang trong trục kháng chiến. Ông cho hay, khi nói về phản ứng của Iran, Hezbollah và Yemen, quân đội Mỹ phải lập tức triển khai bảo vệ Israel. Ông Nasrallah lưu ý rằng phản ứng của Hezbollah luôn mạnh mẽ, hiệu quả và có tác động lớn, cho biết Hezbollah có thể tự mình đáp trả Israel hoặc phối hợp với các nhóm Hồi giáo khác ở Trung Đông. Lãnh đạo Hezbollah nói thêm, tất cả chúng ta có thể phản ứng cùng lúc, hoặc có thể tốt hơn là mỗi nhóm sẽ phản ứng theo cách thức và mục tiêu phù hợp. Theo ông Nasrallah, Iran và Hezbollah sẽ đáp trả và đối phương sẽ chờ đợi. Bắt đối phương phải chờ đợi là một phần của hình phạt. Ngay trước khi ông Nasrallah đưa ra các phát biểu trên, một số máy bay chiến đấu đã lao xuống thấp trên bầu trời Beirut, gây ra một loạt tiếng nổ siêu thanh khiến mọi người phải tìm nơi ở náu. Ông Nasrallah mô tả diễn biến trên là sự thách thức từ Israel. Phía Israel chưa bình luận về vụ máy bay chiến đấu, cũng như bài phát biểu của ông Nasrallah. Sau vụ ám sát nhà lãnh đạo chính trị Hamas Ismail Haniyeh và vụ Israel không kích vào Liban hạ sát chỉ huy quân sự Fuad Shuk đã khiến căng thẳng tại khu vực Trung Đông tăng cao. Phát biểu tại lễ tưởng niệm chỉ huy quân sự Hezbollah Fuad Shuk kéo dài một tuần, Thủ lĩnh Hassan Nasrallah vừa qua tuyên bố, Hezbollah có nghĩa vụ phải đáp trả Israel bất kể hậu quả ra sao. Tuyên bố của ông Hassan Nasrallah cũng cho biết, Hezbollah sắp có phản ứng và phản ứng này sẽ mạnh mẽ và hiệu quả. Lực lượng này sẽ tự mình trả đũa hoặc có phản ứng thống nhất từ tất cả các nhóm. Các cuộc tấn công lẫn nhau giữa Hezbollah và Israel vẫn tiếp diễn. Mới đây nhất, Hezbollah đã tiến hành một loạt các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa vào các cơ sở quân sự ở miền Bắc Israel trong khi các cuộc không kích trước đó của Israel vào miền nam Liban đã khiến một số binh sĩ Hezbollah thiệt mạng. Phía Hezbollah cho biết, các cuộc tấn công trong những ngày qua chưa phải là hành động trả đũa của lực lượng này đối với vụ Israel hạ sát chỉ huy quân sự cấp cao của họ. Trước đó, Bộ Ngoại giao Iran cũng tuyên bố nước này sẽ trừng phạt và tái lập sự gian đe đối với Israel. Căng thẳng tại Trung Đông đang tăng cao khi một cuộc tấn công tiềm tàng của Iran và các lực lượng thuộc trục kháng chiến ở khu vực được cho là sẽ xảy ra trong những ngày tới. Cụ thể, giới phân tích cho rằng Iran cùng các nhóm đồng minh sẽ đáp trả mạnh mẽ và tìm cách khôi phục khả năng răn đe sau khi Israel bị cáo buộc tiến hành hai vụ ám sát chấn động Trung Đông. Hamid Reza Azizi, chuyên gia về Iran và là thành viên của Hội đồng Trung Đông về các vấn đề toàn cầu tại Doha, Qatar, nhận định rằng một trong những quan điểm được ủng hộ ở Iran là họ cần phải thể hiện phản ứng kiên quyết, mạnh mẽ và sẵn sàng tham gia vào một cuộc xung đột. Ông nói thêm, các nhà lãnh đạo Iran nghĩ rằng nếu không làm như vậy, thì Israel sẽ không dừng lại và sau một thời gian, các quan chức Iran có thể bị Israel nhắm mục tiêu công khai. Trong khi đó, lãnh tụ tối cao Ali Khamenei, Tổng thống Masoud Pezeshkian và các tướng lĩnh quân sự hàng đầu Iran đang thảo luận về các lựa chọn trả đũa Israel. Điều có thể quyết định liệu xung đột có bùng phát giữa hai lực lượng quân sự hùng mạnh nhất Trung Đông hay không. Ngoài ra, cách thức Iran trả đũa sẽ tạo ra những hậu quả khác nhau. Nếu nước này quyết định tập kích trực tiếp bằng tên lửa và máy bay không người lái UAV Nhằm vào Israel như hồi tháng 4 vừa qua, chu kỳ tấn công và đáp trả sẽ có thể dễ dàng rút ngắn. Israel đã tổ chức diễn tập phân phối thực phẩm khẩn cấp trong trường hợp xung đột căng thẳng. Bộ Kinh tế và Công nghiệp Israel cho biết, cuộc tập trận bánh mì của đất mẹ bao gồm việc kiểm tra hàng tồn kho và tình trạng của các gói thực phẩm được lưu trữ tại những chi nhánh khẩn cấp thuộc các chuỗi siêu thị lớn của Israel. Cuộc tập trận này cũng thử nghiệm những phương án vận chuyển thực phẩm đến các trung tâm phân phối khi cần thiết. Theo Tân Hoa Xã, Israel có hơn 420 chi nhánh siêu thị khẩn cấp dự trữ hàng chục nghìn gói thực phẩm và nhiều sản phẩm tiêu dùng cơ bản khác. Số hàng này có thể được nhanh chóng phân phát cho những người dân không thể rời khỏi nhà. Mặt khác, liên quan đến việc Hamas vừa bổ nhiệm ông Yahya Sinwa, thủ lĩnh của lực lượng này ở Gaza, làm lãnh đạo mới của văn phòng chính trị. Israel đã tuyên bố muốn nhanh chóng loại bỏ tân lãnh đạo của Hamas. Một nhà ngoại giao khu vực quen thuộc với các cuộc đàm phán do Ai Cập và Qatar làm trung gian nhằm chấm dứt cuộc xung đột ở giải Gaza và trả tự do cho 115 con tin Israel vẫn bị giữ trong vùng này, cho biết việc bổ nhiệm có nghĩa là Israel cần đối mặt với ông Sinwa về giải pháp cho cuộc xung đột ở giải Gaza. Nhà ngoại giao nhận định đây là một thông điệp về sự cứng rắn và không khoan nhượng. Ông Sinwa, người đã trải qua nửa cuộc đời trưởng thành trong các nhà tù israel là lãnh đạo hamas mạnh mẽ nhất còn sống sau vụ ám sát hanie điều này đã đẩy khu vực đến bờ vực của một cuộc xung đột rộng lớn hơn sau khi iran thề trả thù dữ dội trong khi đó quân đội mỹ cũng đang căng thẳng khi phải chuẩn bị bảo vệ israel trên cả ba mặt trận trong bối cảnh chờ đối phó với vụ tấn công trả đũa từ iran và các lực lượng thân iran theo tờ forest policy bộ quốc phòng mỹ đã chuyển hướng nhóm tác chiến tàu sân bay uss abraham lincoln từ thái bình dương đến trung đông thay thế tàu uss theodore roosevelt sau đó lầu năm góc đã điều thêm nhiều tàu tuần dương và tàu khu trục có khả năng phòng thủ tên lửa đạn đạo đến khu vực này bộ trưởng bộ quốc phòng lloyd austin đã ra lệnh điều thêm một đội máy bay chiến đấu đến trung đông và bố trí nhiều hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo trên bộ hơn ngay cả khi chính quyền mỹ đã cảnh báo trong nhiều ngày qua rằng Mỹ không thể đảm bảo an toàn cho Israel trước một cuộc tấn công mới của Iran, nhưng Mỹ vẫn bố trí cấu trúc phòng thủ tên lửa. Cuộc tấn công gần đây của Israel nhằm loại bỏ nhà lãnh đạo chính trị thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh đã đặt ra một số câu hỏi khó. Chuyện đó xảy ra như thế nào? Ai phải chịu trách nhiệm? và chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Lực lượng phòng vệ Israel IDF tuyên bố rằng họ không phóng bất kỳ tên lửa nào theo hướng mà ông Haniye đang ở. Các nhà báo, quan sát viên và chuyên gia tiếp tục phân tích những bức ảnh chụp tòa nhà dân cư mà thủ lĩnh Hamas Ismail Haniye đang ở vào thời điểm xảy ra vụ tấn công với nhiều kịch bản khác nhau. Ở kịch bản đầu tiên, các chuyên gia đưa ra giả thiết vụ ám sát được thực hiện bằng tên lửa của không quân Israel. Tuy nhiên, sau khi xem xét nhiều yếu tố, phiên bản này dường như không có cơ sở vì khoảng cách từ căn cứ không quân Israel gần nhất, nơi có máy bay chiến thuật, có khả năng thực hiện nhiệm vụ như vậy lên tới 1.500 km. Tuy nhiên, đây chính là phiên bản mà đại diện lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, IRGC, bắt đầu quảng cáo tích cực sau vụ tấn công. Bởi giả thiết này loại trừ lỗi lầm của họ và đổ mọi lỗi lầm cho hệ thống phòng không và quân đội của đất nước. Ở kịch bản thứ hai, một số nhà phân tích cho rằng ông Hania đã bị ám sát trong một chiến dịch do các cơ quan tình báo Israel lên kế hoạch. Trong chiến dịch, một trong những thành viên Hamas được tuyển dụng có thể thông báo cho các cơ quan tình báo Israel về thời gian ông Hani ở lại Tehran và lịch trình gần đúng của ông. Các sĩ quan tình báo Israel có thể rời đi làm nhiệm vụ trong bóng tối và phóng hai tên lửa chống tăng có điều khiển spy với tầm bắn từ 2 đến 4 km. Một phiên bản di động của ATGM để đánh lửa địa vị Iran, các sĩ quan tình báo Israel có thể mang theo các bệ phóng. Phiên bản này có vẻ hợp lý vì mặt tiền kết cấu bê tông cốt thép khá chắc chắn của tòa nhà chỉ bị hư hại một phần. Ở kịch bản thứ ba, các chuyên gia cho rằng rất có thể tình báo Israel đã sử dụng một UAV đặc biệt để tiến hành cuộc tấn công. Chiếc máy bay này chở hai máy bay không người lái Kamikaze thực hiện một cuộc tấn công chính xác vào cửa sổ căn phòng nơi ông Hania đang ở. Với trình độ công nghệ không người lái ở Israel, một phiên bản như vậy có quyền tồn tại. Tuy nhiên câu hỏi đặt ra là tại sao hệ thống bảo vệ chống máy bay không người lái của Iran cho một trong những cơ sở quân sự uy tín nhất lại thất bại. Ở giả thiết cuối cùng, các phân tích chỉ ra rằng các cơ quan đặc biệt của Israel đã nhờ đến các điệp viên của họ trong số những người dân địa phương. Với khả năng cao, một thiết bị nổ định hướng đã được cài trước vào cấu trúc tòa nhà dân cư nơi ông Hanier đang ở, giúp giảm thiểu tối đa sự phá hủy và thiệt hại thứ cấp. Theo tờ The Telegraph, giới lãnh đạo Iran kinh hoàng trước sự việc IRGC tham gia vào vụ ám sát. Các quan chức Iran chắc chắn rằng có một kẻ chủ mưu có ảnh hưởng hơn trong vụ tấn công này trong hàng ngũ của lực lượng vệ binh. Điều này tạo ra bầu không khí ngờ vực và người vực hoàn toàn trong giới lãnh đạo Iran Tờ báo cho biết lãnh tụ tối cao của Iran Ayatollah Khamenei muốn có câu trả lời trước khi Iran có thể trả thù Israel Ở một diễn biến liên quan Thủ lĩnh Hezbollah Sayyed Hassan Nasrallah tuyên bố rằng Israel không còn hùng mạnh như quá khứ Cả năng lực phòng thủ của họ cũng vậy Họ đang phải cầu cứu phương Tây, Mỹ, châu Âu và các quốc gia Ả Rập Dấu hiệu cho thấy danh tiếng của Israel đang xuống dốc Ông nói các trung tâm chỉ huy là chắn vòng sắt David Sling cùng mạng lưới vệ tinh của Mỹ đều trong trạng thái báo động cao, nhưng vẫn để tên lửa lao xuống khu vực phía đông thành phố Acre. Ông Nasrallah dường như đang đề cập đến cuộc tập kích bằng tên lửa và máy bay không người lái UAV của Hezbollah vào khu vực gần thành phố Acre, cách biên giới khoảng 20 km, cho thấy năng lực tấn công tầm xa của nhóm này. Thủ lĩnh Hezbollah nói rằng Israel phải trông chờ vào sự bảo vệ của phương Tây khi đối mặt với những cuộc tấn công tiềm tàng từ Iran và các nhóm vũ trang trong trục kháng chiến. Ông cho hay khi nói về phản ứng của Iran, Hezbollah và Yemen, quân đội Mỹ phải lập tức triển khai bảo vệ Israel. Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden hiện cũng đang gia tăng sức ép ngoại giao với các đối tác và đồng minh ở Trung Đông nhằm hạn chế căng thẳng gia tăng thành một cuộc tấn công chống lại Israel từ Iran và các lực lượng ủy nhiệm. Truyền <laughs> thông và người dân Liban cho biết, các phi cơ quân sự Israel vừa bay thấp qua thủ đô Beirut. Vài phút trước khi ông Sayed Hassan Nasrallah, thủ lĩnh Hezbollah, phát biểu tưởng niệm ông Fuad Shuk, chỉ huy của nhóm bị ám sát trong trận không kích cách đây một tuần. Loạt tiếng động lớn mà các máy bay quân sự tạo ra khi vượt tường âm thanh đã khiến người dân ở Beirut phải vội vã mở cửa sổ để tránh vỡ kính. Số khác đứng trên ban công để nhìn phương tiện này. Vượt tường âm thanh là hiện tượng xảy ra khi một vật thể di chuyển tốc độ vượt âm thanh 1236 km h Tiếng động chói tai vang lên được gọi là tiếng nổ siêu thanh và một làn mây nhỏ bao quanh vật thể xuất hiện. Đây nhiều khả năng là hành động mang mục đích thị uy. Ông Nasrallah gọi sự việc là hành vi thách thức những người tập trung ở vùng ngoại ô miền Nam để tham dự lễ tưởng niệm và xem thủ lĩnh Hezbollah phát biểu trên truyền hình. Trước đó, theo hãng tin Reuters, Hezbollah cho biết, nhóm vũ trang này đã phóng một loạt drone tấn công vào hai địa điểm quân sự gần thành phố Acre ở miền Bắc Israel, đồng thời tấn công một xe quân sự của Israel ở địa điểm khác. Tuy nhiên, nhóm Hezbollah cảnh báo, đây vẫn chưa phải là đòn tấn công trả đũa được mong đợi của nhóm này sau vụ Israel không kích khiến chỉ huy cấp cao Hezbollah thiệt mạng. Quân đội Israel tường thuật, nhiều drone đã bay từ hướng Liban sang và một chiếc drone đã bị đánh chặn. Một số thường dân bị thương ở phía nam thành phố ven biển Naharia. Trong một tuyên bố, quân đội Israel thông tin coi báo động đã vang lên xung quanh thành phố Acre nhưng lại là báo động giả. Họ cho biết lực lượng không quân của mình đã tấn công hai cơ sở của Hezbollah ở miền nam Liban. Căng thẳng gia tăng tại Trung Đông trong tuần qua. Sau các vụ ám sát những thành viên quan trọng của Hezbollah và Hamas, đẩy Trung Đông đứng trước bờ vực xảy ra cuộc chiến toàn diện. Nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế đã thúc đẩy nỗ lực ngoại giao nhằm kêu gọi các bên kiềm chế, tránh căng thẳng gia tăng. Thị trường Israel và Trung Đông đã trở nên hỗn loạn trước nỗi lo về động thái trả đũa từ Iran và Hezbollah. Giới chuyên gia nhận định nếu cuộc xung đột giữa Tel Aviv và trục kháng chiến gia tăng, Căng thẳng sẽ lan rộng ra thị trường toàn cầu và ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế Mỹ. Ông Paul Goncharov, nhà phân tích tài chính kỳ cựu và là đồng sở hữu dự án Pivot to Asia của Nga, nhận định: "Giống như câu chuyện về giọt nước tràn ly, trong chảo dầu địa kinh tế và địa chính trị đang sôi sụp hiện nay, bất kỳ động thái nào cũng có thể như chất xúc tác khiến dầu đang sôi trào ra khỏi chảo." Mối lo ngại ngày càng tăng về khả năng tấn công của Iran đã thúc đẩy nỗi lo về suy thoái kinh tế ở Mỹ sau báo cáo việc làm yếu hơn dự đoán ảnh hưởng đến thị trường toàn cầu, khiến cổ phiếu ở châu Á và châu Âu lao dốc. Ông Goncharov nhận định, chúng ta đang chứng kiến sự mất lòng tin nghiêm trọng trong cộng đồng quốc tế về ý định và mục tiêu thực sự của chính phủ Mỹ. Điều này chỉ làm tăng thêm sự biến động và bất ổn. Tăng trưởng việc làm tại Mỹ đã chậm lại đáng kể vào tháng 7 khi các nhà tuyển dụng chỉ tuyển 114.000 nhân viên mới, ít hơn nhiều so với dự kiến của các nhà kinh tế hồi tháng 6, 179.000 việc làm đã được tạo ra và con số cho tháng 7 được dự báo là 175.000 việc làm. Theo CBS News, những con số đáng thất vọng này ám chỉ nguy cơ suy thoái kinh tế mạnh hơn trong tương lai khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, Fed, tăng lãi suất khiến chi phí vay cao. Ông Gary Kleinhardt-Bauer, thành viên cấp cao không thường trực tại Viện Kinh tế Quốc tế Peterson, nhận định tỷ lệ thất nghiệp tăng vọt có thể dẫn tới suy thoái vào năm 2025. Tôi dự đoán Fed bắt đầu cắt giảm lãi suất chính sách vào tháng 9 và tiếp tục cắt giảm trong các cuộc họp tiếp theo. Phản ứng đó có thể sẽ đảm bảo một cuộc suy thoái nhẹ. Các nhà kinh tế tại Goldman Sachs và Citigroup cùng những chuyên gia khác đã điều chỉnh dự báo rằng Fed sẽ cắt giảm nửa điểm lãi suất vào tháng 9, tháng 11 và một phần tư điểm lãi suất vào tháng 12. Tất cả những dự báo này được đưa ra sau khi Mỹ công bố một loạt dữ liệu yếu kém, bao gồm sự chậm lại trong sản xuất và tâm lý việc làm tiêu cực chỉ ra xu hướng suy thoái kinh tế. Trong bối cảnh đó, sự tiềm tàng của căng thẳng Iran-Israel có thể trở thành giọt nước tràn ly làm gãy xương sống của nền kinh tế toàn cầu. Nhà phân tích Goncharov cho rằng, về cơ bản, khu vực này sẽ là vùng cấm, buộc phải tăng giá cước vận tải vốn đã cao. Hơn nữa, giá dầu rất có thể sẽ tăng vì Mỹ sẽ mất một thời gian để khởi động lại các chương trình khoan và bơm dầu đã bị đóng cửa. Theo chuyên gia tài chính này, mặc dù đồng đô đồ la Mỹ có thể ổn định trong thời gian ngắn, nhưng các nhà đầu cơ nên đặt cược vào giá trị của vàng, bạc và các loại tiền điện tử quan trọng để tìm đường đến sự ổn định của nơi trú ẩn an toàn. Ông Goncharov nhấn mạnh các lệnh trừng phạt năng lượng nhằm vào Nga cùng với một cuộc xung đột tiềm tàng với Iran, nhà sản xuất dầu khác kiểm soát eo biển Hormuz có tầm quan trọng chiến lược sẽ có ảnh hưởng đáng kể đến tiềm năng sản xuất của G7. Thưa quý vị, xung đột Nga và Ukraine và những biến động của chính trường thế giới đã ngày càng trở nên phức tạp và căng thẳng nhiều hơn. Mặc dù cả hai bên đều nêu ra điều kiện hòa bình nhưng đều rất khó khả thi. Trong bản tin hôm nay, mời quý vị đến ngay với phần cập nhật diễn biến nóng xoay quanh cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Nga mới đây tuyên bố rằng các lực lượng Ukraine đã nỗ lực thực hiện một trong những cuộc đột kích lớn nhất vào lãnh thổ Nga kể từ khi nổ ra xung đột Nga-Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Phía Nga cũng đồng thời cho biết Lực lượng quân nhân và an ninh Liên bang Nga đã đẩy lùi cuộc tấn công này. Một phụ nữ đã thiệt mạng và 13 người khác bị thương trong cuộc pháo kích dữ dội. Theo Bộ Quốc phòng Nga, có tới 300 binh sĩ Ukraine thuộc lữ đoàn cơ giới 22, với sự yểm trợ của 11 xe tăng và hơn 20 xe thiết giáp chiến đấu, đã tổ chức tấn công các đơn vị biên phòng của Nga gần Nikolaevo, Darino và Olesnia ở tỉnh Kursk vào khoảng 8 giờ sáng giờ địa phương. Phía Nga cho biết, họ đã phản kích và gây thiệt hại cho đối phương. Thông qua việc sử dụng hiệu quả lực lượng không quân. Điều đáng chú ý là một phù hiệu mới đã được phát hiện trên các phương tiện của lực lượng vũ trang Ukraina là một hình tam giác màu trắng. Ukraina thường xuyên dùng pháo tầm xa để đánh vào mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga, nhưng những cuộc tiến công sử dụng bộ binh và xe thiết giáp như thế này là tương đối hiếm. Quyền thống đốc tỉnh này, Alexey Smirnov, viết trên mạng xã hội Telegram rằng: "Tình hình khó khăn và ông kêu gọi cư dân hãy trú ẩn trong phòng có tường chắc chắn và không có cửa sổ." Đáng chú ý Bộ Quốc phòng Nga dường như đã xóa một đăng tải trước đó của họ với nội dung nói rằng một nhóm phá hoại ngầm của Ukraine đã hứng chịu thương vong lớn và phải rút về Ukraine. Quân đội Nga cũng cho biết họ đã triển khai một nhóm tác chiến dự bị tới khu vực trên và tuyên bố đã phá hủy được 16 xe thiết giáp của đối phương. Trong khi đó, giới chính trị và quân sự Ukraine chưa đưa ra bình luận nào về vụ tấn công trên do họ áp dụng chính sách không xác nhận hoặc phủ nhận hoạt động quân sự trên đất Nga. Tuy nhiên, ông Andriy Kovalenko, một quan chức cấp cao thuộc Hội đồng Quốc phòng An ninh của Ukraine đã bóng gió rằng Nga đang phát ngôn không đúng về việc họ chặn được lực lượng Ukraine đột kích xuyên biên giới Nga. Ông này viết trên Telegram, Nga không kiểm soát được biên giới. Truyền thông Nga và các blogger quân sự thân Kremlin viết trên Telegram rằng xung đột vẫn đang diễn ra khốc liệt. Giao tranh diễn ra trong cả ngày giữa các ngôi làng biên giới là Nikolaevo, Darino và Olesnia ở tỉnh Kursk và nằm sâu trong lãnh thổ Nga tới 10 km. Thông cáo của ông Shminov, quyền thống đốc Kursk cho biết 26 UAV đã bị bắn hạ trên bầu trời Kursk trong đêm. Bộ Quốc phòng Nga thông báo rằng lực lượng phòng không của họ đã đánh chặn 13 UAV trên bầu trời Kursk vào sáng mùng 6 tháng 8. Cũng hôm mùng 6 tháng 8, một blogger quân sự của Nga cho hay 4 xe tăng của Ukraine đã tiếp cận biên giới Nga. Trong một thông báo khác, blogger này viết rằng phía Ukraine sử dụng bộ binh và xe thiết giáp. Theo người này, Kiev tổ chức tấn công vào một số khu vực dọc đường biên giới và đã xảy ra đấu pháo giữa đôi bên. Vụ tấn công mới nhất này có thể nhằm phân tán lực lượng Nga cũng như nâng cao nhiệt khí cho binh sĩ Ukraine và tinh thần người dân Ukraine vào lúc này. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, Ukraine đã tiếp nhận những chiếc chiến đấu cơ F-16 mà nước này mong đợi từ lâu, cùng với lời cảm ơn dành cho Đan Mạch, Hà Lan và Mỹ. Theo hãng tin Reuters của Anh, vào tháng 8 năm 2023, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã bật đèn xanh cho việc triển khai những chiếc máy bay phản lực F-16 đã qua sử dụng tại Ukraine Mặc dù Mỹ sẽ không cung cấp bất kỳ chiếc F16 nào từ kho vũ khí của mình, nhưng các đồng minh và đối tác của nước này, gồm Bỉ, Đan Mạch, Hà Lan và Na Uy, đã cam kết cung cấp cho Ukraine hơn 70 máy bay trong những tháng tới. Như vậy, việc Ukraine nhận được lô chiến đấu cơ F16 đầu tiên là sự hiện thực hóa lời cam kết của Tổng thống Mỹ Joe Biden về việc cho phép các đồng minh cung cấp cho Kyiv những chiếc F16 do nước này sản xuất, cũng như giúp Kyiv đào tạo phi công. Theo Economist, đến nay Kiev đã nhận được 10 trong số 79 máy bay F-16 phương Tây cam kết viện trợ. Con số này có thể tăng gấp đôi vào cuối năm nay khi có nhiều phi công Ukraine được đào tạo đủ điều kiện vận hành F-16 hơn. Việc tiếp nhận từ phương Tây các máy bay phản lực có thể mang bom, rocket và tên lửa khiến Ukraine một lần nữa vượt qua làn danh đỏ mà Nga nêu ra. Tuy nhiên, các blogger quân sự Nga coi nhẹ tác động của chiến đấu cơ F-16 trên chiến trường Ukraine. Theo Newsweek, dẫn báo cáo của Viện Nghiên cứu Chiến tranh, ISW cho biết, Lập trường này là của những người ủng hộ Điện Kremlin, cổ suý cho hoạt động quân sự mà Moscow tiến hành ở Ukraine. Những người thường mô tả về cái gọi là ranh giới đỏ không thể vượt qua. ISVK cho biết, các nhà bình luận và quan chức Nga thường cảnh báo rằng việc cung cấp vũ khí của phương Tây cho Ukraine sẽ vi phạm ranh giới đỏ, có thể buộc Nga phải gia tăng phản ứng. Theo Peter Rutland, một chuyên gia về Liên bang Nga và là giáo sư tại Đại học Wesleyan, hệ thống phòng không mạnh mẽ có nghĩa là không có bên nào có thể đạt được ưu thế trên không. Ở một diễn biến liên quan, Nga đã cảnh báo cơ hội hòa bình của Ukraine đang đóng lại. Một quan chức hàng đầu của Nga nói, Ukraine càng trì hoãn đàm phán hòa bình, các điều kiện sau này sẽ càng khó khăn hơn với người dân Ukraine. Thư ký Hội đồng An ninh Nga, Sergei Shoigu nói, tất cả có thể chấm dứt nếu Ukraine đáp ứng các yêu cầu mà Tổng thống của chúng tôi đưa ra. Quan điểm của chúng tôi rất rõ ràng. Ông Shoigu nhấn mạnh, mỗi ngày Ukraine chỉ hoãn đưa ra quyết định đàm phán là mỗi ngày Ukraine mất thêm quyền kiểm soát đối với một phần lãnh thổ và quan trọng nhất là mất đi hàng nghìn sinh mạng ông shoigu nhấn mạnh để hạn chế tổn thất kiev nên chấp nhận những điều kiện hòa bình mà moscow đưa ra ông nói cánh cửa cơ hội cho ukraine đang thu hẹp lựa chọn phụ thuộc vào ukraine những ảo tưởng của chính quyền ukraine rằng châu âu sẽ sắp xếp một hội nghị thượng đỉnh hòa bình đẹp đẽ khác đang khiến người dân ukraine phải trả giá đắt Vừa qua, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết các phi công Ukraine đã bắt đầu lái tiêm kích F-16 để thực hiện các hoạt động trong nước, xác nhận sự hiện diện được mong đợi từ lâu của các tiêm kích do Mỹ sản xuất, hơn 29 tháng sau khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra. Ông Zelensky phát biểu F-16 đã có mặt tại Ukraine. Chúng tôi đã làm được. Tôi tự hào về những binh sĩ của chúng tôi, những người đang làm chủ những chiếc máy bay này và đã bắt đầu sử dụng chúng để phục vụ đất nước. Sự xuất hiện của những chiếc tiêm kích F-16 là cột mốc quan trọng đối với Ukraine, mặc dù vẫn chưa rõ có bao nhiêu chiếc đã được phương Tây giao đến và chúng sẽ có tác động như thế nào trong việc tăng cường phòng không và trên chiến trường. Europin Pravda dẫn nguồn từ cơ quan báo chí của NATO đã chiếu một đoạn video cho thấy cảnh phi công Ukraine tập luyện trên máy bay chiến đấu F-16. Những chiếc đầu tiên trong số đó đã hoạt động trên bầu trời Ukraine. Cụ thể, đoạn video ngắn về quá trình huấn luyện phi công và kỹ thuật viên Ukraine lái F-16 tại Đan Mạch đã được đăng trên trang X Twitter chính thức của NATO. Một trong những phi công cho biết F-16 rất thú vị khi lái, mặc dù máy bay mic của Liên Xô không quá nhàm chán. Anh nói, tuy nhiên F-16 chắc chắn thích nghi hơn, nó di chuyển rất dễ dàng. Trong video, Thiếu tướng Jan Dam, tư lệnh không quân Hoàng gia Đan Mạch cho biết, những chiếc F-16 dù là mẫu tương đối cũ, nhưng chúng đã được hiện đại hóa nhiều lần. Ông Dam nhận định bây giờ nó là máy bay rất hiện đại và có thể sánh với các chiến đấu cơ tốt nhất của phương Tây. Trong khi đó, phát ngôn viên điện Kremlin Dmitry Peskov nói trong cuộc họp báo ở Moscow rằng số lượng tiêm kích F16 sẽ giảm dần, chúng sẽ bị bán hạ. Tất nhiên, những đợt chuyển giao loại tiêm kích này sẽ không gây được tác động đáng kể nào tới diễn biến trên chiến trường. Theo ông Peskov, tiêm kích F-16 sẽ không phải vũ khí kỳ diệu cho lực lượng Ukraine. Phát ngôn viên Điện Kremlin nói thêm, nếu tôi nhớ không nhầm thì phần thưởng dành cho lực lượng nào của Nga bắn hạ F-16 đã được công bố rồi đấy. Từ khi xung đột bùng phát, Kiev nhiều lần đề nghị đồng minh phương Tây cung cấp tiêm kích F-16 do Mỹ sản xuất. Ukraine hy vọng sự hiện diện của F-16 sẽ giúp nước này tăng cường năng lực phòng vệ trước các cuộc oanh tạc của Nga. Trong nhiều tháng qua, giới chức Ukraine đã kêu gọi các nước bảo trợ phương Tây cho phép sử dụng những vũ khí tốt nhất mà họ cung cấp, đặc biệt là tên lửa đạn đạo để tấn công máy bay chiến đấu đang đỗ tại các sân bay bên trong lãnh thổ Nga. Phong trường hợp, Nga sử dụng các máy bay này tập kích các thành phố của Ukraine. Tuy vậy, Mỹ và nhiều nước NATO đã phản đối, viện dẫn nguy cơ xung đột gia tăng và vượt ra ngoài biên giới Ukraine khi cuộc giao tranh bước sang tháng thứ 29 không được sự chấp thuận của phương Tây, Ukraine đã tăng cường tấn công vào những sân bay dễ bị tổn thương nhất của Nga bằng các loại vũ khí do chính nước này sản xuất. Vừa qua, máy bay không người lái của Ukraine đã tấn công căn cứ không quân Morozovsk ở miền nam nước Nga, cách tiền tuyến ở miền đông Ukraine 321 km. Theo lực lượng tình báo Ukraine, cuộc tấn công bằng máy bay không người lái này đã phá hủy một máy bay ném bom Su-34 của không quân Nga làm hư hại hai chiếc Su-34 khác và đốt cháy một kho chứa đạn dược. Cơ quan tình báo Ukraine công bố hình ảnh vệ tinh cho thấy một khu vực rộng lớn bị thiêu dụi do đạn dược phát nổ sau vụ tấn công. Đây không phải là lần đầu tiên Ukraine tập kích sân bay Morozovsk, nhưng là đợt tập kích dữ dội nhất. Giới phân tích cho rằng các cuộc tấn công tương tự trong thời gian tới sẽ trở nên khó khăn hơn khi Nga tái triển khai máy bay chiến đấu đến các căn cứ kiên cố được bảo vệ nghiêm ngặt hơn theo các chuyên gia quân sự, bằng cách nhắm mục tiêu vào sân bay Morozovsk và các sân bay khác gần biên giới Nga-Ukraine, Kiev hy vọng sẽ phá hủy các nhân tố chính hỗ trợ chiến dịch ném bom lượn của Nga gồm máy bay chiến đấu, mang bom và các quả bom lượn. Hồi đầu mùa hè năm nay, Ukraine đã nhận thấy cơ hội hiếm hoi để giáng đòn mạnh vào cơ sở hạ tầng chứa bom lượn của Nga. Khi trung đoàn ném bom số 47 của không quân Nga đỗ hàng chục chiếc Su-34 tại căn cứ không quân Vronyets Mansevo ở miền nam nước này, cách biên giới Ukraine hơn 160 km. Hiện tại, Nga đang đặt nhiều máy bay Su-34 ở các căn cứ cách biên giới hàng trăm km. Chúng được đảm bảo an toàn trước hầu hết các cuộc tấn công của UAV cũng như tên lửa ATACMS của Ukraine. Nếu bây giờ Nhà Trắng cho phép Ukraine tiến hành các cuộc tấn công bằng ATACMS vào căn cứ của Nga để phá hủy Su-34, thì điều này có thể đã quá muộn vì loại tên lửa mạnh nhất của Atac MS chỉ có tầm hoạt động khoảng 300 km trong khi các mục tiêu đã ở quá xa. Để ngăn chặn chiến dịch ném bom lượn của Nga, Ukraine cần phải phá hủy hàng chục chiếc Su-34. Nhưng các đợt triển khai máy bay chiến đấu theo chiến lược mới của Nga đang khiến điều này trở nên khó khăn hơn. F-16 là máy bay chiến đấu thế hệ thứ tư, hứa hẹn sẽ tăng cường khả năng phòng không của Ukraine cũng như bổ sung vào phi đội tiêm kích cũ kỹ có từ thời Liên Xô của nước này. Một nguồn tin mới đây cho hay, theo yêu cầu từ phương Tây, Ukraine chưa được phép sử dụng tiêm kích F-16 tấn công vào lãnh thổ Nga nhằm tránh để xung đột gia tăng mất kiểm soát. Thay vào đó, họ có thể dùng chúng để phòng thủ. Những chiếc tiêm kích F-16 vừa vào biên chế sẽ được sử dụng chủ yếu để đẩy lùi những cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa hành trình của Nga. Bên cạnh đó là đánh chặn oanh tạc cơ Su-34 mang theo bom lượn. Thực tế trên cho thấy, các tiêm kích F-16 sẽ chủ yếu bổ sung cho các hệ thống phòng không mặt đất. Đây là điều dễ hiểu bởi việc tăng cường khả năng phòng thủ vẫn là ưu tiên số 1 đối với lực lượng vũ trang Ukraine. Nhưng trong tương lai, không loại trừ khả năng Ukraine sẽ mở rộng phạm vi tác chiến của F-16 khi vi đội thứ hai vào biên chế. Bởi thực tế cho thấy, phương Tây luôn kéo căng xung đột một cách từ từ. Điển hình như việc Kiev hiện đã được dùng tên lửa NATO bắn vào lãnh thổ Nga. Trong lúc này, không quân Ukraine đã có trong thành phần tác chiến tổng cộng 10 tiêm kích F-16 khi họ nhận thêm 4 chiếc F-16 ADF từ Mỹ kèm theo 6 chiếc F-16 MLU do Hà Lan chuyển giao. Cách đây ít hôm, theo tờ Ucrayulno, Washington, Washington sẽ cung cấp cho Kiev tên lửa Ham, Amraam và Sidewinder cùng với các bộ dẫn đường. Tất cả những trang thiết bị này đang được quân đội Mỹ sử dụng. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, Kiev sẽ cần ít nhất 128 chiếc F-16 để tạo sự khác biệt trên bầu trời, vì không quân Nga vượt trội hơn rất nhiều so với không quân của Ukraine. Các quan chức Na Uy cho hay. Những chiếc máy bay này không phải là viên đạn bạc, nhưng việc sở hữu loại vũ khí tầm xa này có thể giúp Ukraine giữ khoảng cách an toàn với máy bay Nga. Về phần mình, Moscow tuyên bố việc chuyển giao F16 sẽ không thay đổi kết quả của cuộc xung đột. Một công ty tư nhân của Nga thậm chí còn trao thưởng 15 triệu rúp cho bất kỳ ai phá hủy máy bay đầu tiên do Mỹ sản xuất trong cuộc xung đột này. Trước đó, những giải thưởng tương tự đã được trao cho việc tiêu diệt thành công xe tăng Abrams do Mỹ sản xuất chuyên gia người anh alexander mcris nhận định rằng hệ thống phòng thủ của ukraine ở nam donbass có thể sụp đổ hoàn toàn ông nhấn mạnh tôi thấy rằng dường như ngày tháng phòng thủ của ukraine ở miền nam donbass đã sắp hết và cuộc khủng hoảng đang phát triển ở khu vực này có lẽ xét về mặt nào đó là nghiêm trọng nhất mà ukraine phải đối mặt theo chuyên gia này quân đội nga đang tiến gần hơn đến tuyến đường tiếp tế tiếp theo về phía tây kết quả là một cuộc khủng hoảng hoạt động lớn đối với lực lượng vũ trang Ukraine đang phát triển theo hướng này. Nhà phân tích người Anh kết luận nếu toàn bộ lãnh thổ này sụp đổ, nếu Ukraine bị chiếm, nếu lực lượng vũ trang Ukraine bị bao vây, nếu tất cả các tuyến đường tiếp tế chính bị cắt, thì đó sẽ là thảm họa đối với Ukraine và tình hình có thể trở nên rất tồi tệ, không chỉ ở Ukraine, phía nam Donbass, mà cũng có thể trên toàn bộ chiến tuyến phía nam. Trước đó, Bộ Quốc phòng Liên bang Nga tuyên bố đã giành quyền kiểm soát một thành trì quan trọng của Ukraine ở phía đông Kirovo ở Donbass dựa trên việc sử dụng đường hầm dưới lòng đất. Hãng tin Sputnik của Nga đưa tin các thành viên nhóm chiến đấu Tersen đã bí mật sử dụng đường hầm dài hơn 3 km dọc theo kênh Sevesky Donetsk, sau đó tiến vào phía sau thành trì nơi có các hầm trú ẩn dưới lòng đất. Bộ Quốc phòng Nga bổ sung thêm, các binh sĩ đã thiết lập một tuyến đường tiếp tế qua đường hầm, cung cấp đạn dược, vũ khí và thực phẩm cho lực lượng tấn công. Bộ này nhấn mạnh yếu tố bất ngờ đã góp phần mang lại lợi thế cho quân đội Nga, một số binh sĩ Ukraine đầu hàng trong khi những người khác bỏ đồn và rút lui. Cuối tháng 5, một cố vấn của người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk DPR nói với hãng thông tấn TASS rằng Kiev đã thực hiện động thái tăng viện cho quân đội tại một thành trì quan trọng là Chasovya, chốt phòng thủ của Ukraine ở Donbass, nằm trên kênh đào Sevesky Donetsk, Donbass. Thời điểm nói trên, Phó Giám đốc Cơ quan Tình báo Quân sự Ukraine dự đoán rằng Nga sẽ tiếp tục tấn công ở Donbass và có lẽ chỉ là vấn đề thời gian trước khi Chasovya nằm dưới sự kiểm soát của Nga. Liên bang Nga từng nghi ngờ rằng Ukraine đã lên kế hoạch tấn công nước này trong cuộc duyệt binh ngày Hải quân vào tháng 7 mà Tổng thống Vladimir Putin có tham dự. Nga đã liên lạc với Mỹ để nói về những lo ngại của mình. Ngoài ra, truyền hình nhà nước Nga nói rằng thông tin này là bí mật quốc gia và không cung cấp thêm chi tiết. Bộ Ngoại giao Ukraine đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận về thông tin trên. Truyền hình nhà nước Nga dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Sergei Ryabkov nói rằng lo ngại về vụ tấn công là quá lớn. Đến nỗi Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Andrei Belushov đã liên lạc với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin về những nghi ngờ này. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Nga mới đây lên tiếng cho rằng các thông tin truyền thông nói Ukraine chuẩn bị âm mưu ám sát Tổng thống Vladimir Putin và Bộ trưởng Quốc phòng Andrei Belushov vào ngày Hải quân là cách giải thích không chính xác lời phát biểu của thứ trưởng ngoại giao Sergei Ryabkov. Cụ thể, một số cơ quan truyền thông đã đăng tải bài viết cho rằng một âm mưu ám sát ông Putin và ông Belousov được chuẩn bị tại cuộc duyệt binh hải quân chính ở Saint Petersburg vừa qua. Phát biểu của thứ trưởng Ryabkov được trích dẫn trên các phương tiện truyền thông như một nguồn tin, trong khi tài liệu không đưa ra tuyên bố cụ thể của thứ trưởng. Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh những thông điệp này là kết quả của việc các nhà báo hiểu sai về cuộc phỏng vấn với thứ trưởng Bộ Ngoại giao Sergei Ryabkov. Trên kênh truyền hình Rosiaan vừa qua, bộ chỉ ra rằng nhà ngoại giao không đưa ra câu trả lời khẳng định cho câu hỏi trực tiếp về việc chuẩn bị cho vụ ám sát. Ông chỉ thừa nhận rằng có mối liên hệ nhất định với loại sự kiện này. Bộ kêu gọi đại diện truyền thông kiểm tra kỹ thông tin được công bố để không bóp méo nhận định của lãnh đạo bộ ngoại giao và nếu cần thiết sẽ yêu cầu làm rõ thêm. Liên quan đến vụ việc trên, theo Sputnik, giám đốc cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine ông Kirill Budanov hồi đầu tháng 7 tiết lộ các cơ quan mật vụ của nước này đã cố gắng ám sát Tổng thống Nga Putin, nhưng không thành công. Thời điểm đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga bà Maria Zakharova viết trên kênh Telegram rằng ông Budanov, một trong các quan chức lãnh đạo của Kiev, đã thừa nhận việc tình báo Ukraine âm mưu ám sát Tổng thống Nga. Vụ ám sát này một lần nữa được chuẩn bị bằng tiền của Mỹ. Nếu không có tiền tài trợ, sẽ không có hoạt động độc hại nào của tình báo, các lực lượng vũ trang Ukraine và chính quyền Kiev nói chung. Bà Zakharova cho rằng Washington nên sử dụng số tiền cung cấp cho Kiev để tài trợ cho cảnh sát và các cơ quan hành pháp khác ở Mỹ. Trong một cuộc phỏng vấn với kênh YouTube Politica của Ukraine, cựu tham mưu trưởng phái đoàn quân sự của NATO tại Moscow, cựu đại úy hải quân Mỹ đã nghỉ hưu, Gary Tabak cho biết Mỹ đã gây ra sự thù địch ở Ukraine để đạt được các mục tiêu chính trị và sau đó phản bội điều đó. Ông nói Ukraine đã bị phản bội, trước hết là bởi chính quyền Mỹ, Ukraine đã bị bán, Ukraine đã bị phản bội và họ đang sử dụng nó cho các mục tiêu chính trị mà họ đặt ra cuộc khủng hoảng với ông Putin. Ông ta cho rằng hiện tại đang có tình thế khó khăn ở Ukraina, lực lượng vũ trang Ukraina chịu nhiều tổn thất và không có đủ vũ khí cần thiết. Ông nói, tất cả các liên minh này đã tập hợp lại, không đạn pháo, không máy bay, không xe bọc thép. Cự đại ủy Hải quân Mỹ còn nói thêm về phía Ukraina, các vị sẽ phải tham gia đàm phán không theo các điều kiện của mình, xét về những gì đang diễn ra. Theo chuyên gia, sau này có thể thảo luận ai là người chịu trách nhiệm cho thất bại này, nhưng ở giai đoạn này nếu không có gì thay đổi Ta Bắc tin rằng phương Tây sẽ buộc Ukraine phải chấp nhận các điều kiện của Nga để chấm dứt xung đột. Tại Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết nước này đang thúc đẩy các quốc gia NATO thành lập một liên minh có thể cố gắng đánh chặn tên lửa của Nga. Khối quân sự do Hoa Kỳ đứng đầu trước đây đã từ chối làm như vậy. Kiev từ lâu đã gây sức ép với những người ủng hộ phương Tây để tham gia nhiều hơn vào cuộc xung đột với Moscow và bắt đầu bắn hạ máy bay không người lái và tên lửa của Nga trên lãnh thổ Ukraine. Tuy nhiên, những nỗ lực của họ đã bị các cường quốc nước ngoài miễn cưỡng tham gia vào một cuộc đối đầu quân sự trực tiếp với nga phản đối ông zelensky nói với các nhà báo vào cuối tuần trước các quốc gia phương tây luôn lo ngại về khả năng gia tăng căng thẳng chúng tôi đang đấu tranh chống lại điều đó chúng tôi sẽ giải quyết vấn đề này ông nói thêm chính phủ kiev đang xem xét các khả năng kỹ thuật để các quốc gia láng giềng sử dụng máy bay quân sự chống lại tên lửa tấn công ukraine sau khi bay theo hướng chung của các nước nato chính phủ ba lan cho biết họ sẵn sàng đáp lại lời kêu gọi của ukraine miễn nato chấp thuận washington cũng tin Việc cung cấp theo hệ thống phòng không cho Ukraine tự vận hành là cách tốt nhất để chống lại đợt tấn công của Nga. Nhiều phân tích cho rằng Ukraine không đủ khả năng tự tạo ra thay đổi cục diện ở chiến trường, cần sự ủng hộ liên minh từ NATO. Hôm 3 tháng 8, ông Zelensky thông tin thêm, Kyiv muốn tấn công mục tiêu sâu bên trong nước Nga bằng loại vũ khí do phương Tây tài trợ và dựa vào máy bay không người lái kamikaze sản xuất trong nước. kể từ khi Nga tiến hành kế hoạch quân sự ở Ukraine. Kiev đã kêu gọi phương Tây cung cấp cho nước này các chiến đấu cơ hiện đại. Việc lô tiêm kích F-16 đầu tiên được chuyển giao và triển khai ở Ukraine do Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo vào cuối tuần qua được cả Kiev và các bên hỗ trợ nước này hoan nghênh. Tổng thống Zelensky hồi tháng 5 nói với AFP rằng Ukraine cần từ 120 đến 130 tiêm kích F-16 cũng như các chiến đấu cơ tiên tiến khác để đạt được sự cân bằng với Nga. Ông Zelensky cho hay đó là con số để bảo vệ bầu trời trước 300 chiến đấu cơ. Đây là số lượng máy bay chiến đấu Nga đã sử dụng để đối phó với Ukraine. Tuy nhiên, các đối tác của Ukraine cho đến nay chỉ cam kết cung cấp cho Kiev 100 tiêm kích F-16 và có thể được chuyển giao thành nhiều đợt trong một vài năm sau các đợt huấn luyện kéo dài cho phi công. Ngày 4 tháng 8, Tổng thống Zelensky không tiết lộ có bao nhiêu tiêm kích F-16 được cung cấp, nhưng các nhà báo AFP cho biết ít nhất 2 tiêm kích F-16 tại một vị trí ở Ukraine vẫn chưa được tiết lộ vì các lý do an ninh. Ukraine chủ yếu phụ thuộc các tiêm kích MiG-29 và Su-27 thời Liên Xô. Kiev ngày càng gặp khó khăn trong việc bảo trì bởi các phương tiện này cần các thành phần do Nga sản xuất và thiếu số lượng cũng như năng lực để ngăn cản các tiêm kích của Moscow ngoài không phận Ukraine. Ukraine coi các tiêm kích phương Tây tiên tiến đóng vai trò quan trọng để giúp quân đội nước này vốn bị áp đảo về lực lượng và vũ khí đối phó với các lực lượng trên không và trên mặt đất của Nga. Báo cáo từ Viện Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS cho hay vào tháng 6 năm 2024, các khả năng của F-16 giúp Ukraine khiến nhiều mục tiêu của Nga gặp rủi ro hơn, đồng thời giành được nhiều lợi thế hơn trong xung đột cũng như trên bàn đàm phán. Báo cáo trên nhận định, mảnh ghép còn thiếu để đạt được ưu thế trên không của Ukraine là khả năng tấn công trên không, điều mà các tiêm kích F-16 bắt đầu mang đến cho họ. Các tiêm kích F-16 cũng giúp tăng cường phòng không Ukraine trước các cuộc tấn công của Nga bằng cách đánh chặn tên lửa và UAV, cũng như nhắm vào các chiến đấu cơ của Nga tấn công các vị trí của Ukraine trong những tháng gần đây. Báo cáo của CSIS cho thấy tính quyết định của tiêm kích F-16 phụ thuộc vào 3 yếu tố gồm loại vũ khí được cung cấp cho máy bay, mức độ thành thạo của phi công và những giới hạn sử dụng của phương Tây đối với việc sử dụng F-16 ở Ukraine. Nhà quan sát Justin Bronk thuộc Tổ chức Nghiên cứu Russi cho hay, các phi công điều khiển tiêm kích F-16 sẽ phải đối mặt với nhiều lớp phòng không mạnh mẽ của Nga, khiến cho họ hạn chế về các lựa chọn trong việc tấn công các vị trí của đối phương. Việc vận chuyển tiêm kích F-16 diễn ra khi các lực lượng của Nga tăng cường tấn công các phương tiện trên không của Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, Moscow đã phá hủy ít nhất 6 máy bay của Ukraine và một trực thăng trong các cuộc không kích ở ba căn cứ riêng trong tuần này. Sau các cuộc không kích, các chỉ huy cấp cao của lực lượng không quân Ukraine đối mặt với chỉ trích bởi các chiến đấu cơ của họ dường như được đỗ ngoài trời mà không có sự bảo vệ phù hợp. Tổ chức nghiên cứu Defense Express cho hay, khi Ukraine chờ đợi tiêm kích F-16, câu hỏi về việc đảm bảo sự an toàn cho chúng trên mặt đất vẫn là một vấn đề. Các tiêm kích F-16 cũng yêu cầu các đường băng phải được bảo trì cẩn thận và các phi công được đào tạo bài bản. Một số bài báo trước đó đã đề xuất ý tưởng đặt các tiêm kích F-16 bên ngoài biên giới Ukraine. Kiev chưa chính thức bình luận về nơi sẽ đặt các tiêm kích F-16 mới đây, Nga đã đồng ý thả nhà báo Mỹ Ivan Gerskovich và cựu lính thủy đánh bộ Mỹ Paul Whelan theo một thỏa thuận trao đổi tù nhân mang tính bước ngoặt với phương Tây. Việc trao đổi tù nhân diễn ra ở nhiều quốc gia và được coi là một trong những cuộc trao đổi tù nhân lớn nhất kể từ khi chiến tranh lạnh kết thúc. Nhà Trắng cho biết Mỹ đã đàm phán với Nga, Đức, Ba Lan, Slovenia, Na Uy và Belarus. Thổ Nhĩ Kỳ đã điều phối việc trao đổi. Thỏa thuận được đàm phán bí mật trong hơn một năm liên quan đến 24 tù nhân, bao gồm 16 người chuyển từ Nga sang phương Tây và 8 tù nhân bị giam giữ ở phương Tây được đưa trở lại Nga. Tổng thống Mỹ Joe Biden ca ngợi cuộc trao đổi này là một kỳ tích của ngoại giao và hữu nghị, đồng thời ca ngợi các đồng minh của Washington vì những quyết định táo bạo và dũng cảm của họ. Ông Biden phát biểu tại Nhà Trắng bên cạnh những người thân của các tù nhân được trả tự do rằng đây là một ví dụ điển hình cho thấy tại sao việc kết giao bạn bè trên thế giới này lại quan trọng đến vậy. Bình luận về sự kiện trên, đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov nhấn mạnh rằng đó là sự kiện tích cực hiếm có, gọi vụ trao đổi là bước đột phá trong quan hệ Nga Mỹ. Ông Antonov nhấn mạnh, bài học là ngay cả trong những thời điểm khó khăn nhất vẫn có thể tìm thấy một số điểm chung để giúp giải quyết những vấn đề nhạy cảm và cấp bách nhất trong quan hệ song phương. Về việc liệu có thêm một cuộc trao đổi tù nhân nào khác trong tương lai ông antonov cho biết vấn đề trao đổi tù nhân giữa nga và mỹ vẫn còn bỏ ngỏ nhưng không rõ liệu có thêm thỏa thuận nào được thực hiện trong nhiệm kỳ còn lại của tổng thống mỹ joe biden hay không ông antonov nói chúng tôi vẫn chưa khép vấn đề này lại công việc giải thoát người nga khỏi nhà tù mỹ vẫn tiếp tục tôi có thể nói rõ ràng rằng theo chỉ thị nguyện vọng và ý định của tổng thống của chúng tôi đơn giản là không thể tuyên bố ngược lại bên cạnh đó đại sứ nga tại mỹ cho biết thêm rằng washington đã thông báo cho moscow rằng họ sẽ không thay đổi chính sách đối với nga đặc biệt là những gì liên quan đến ukraine và việc trao đổi tù nhân không nên được coi là mỹ rời bỏ quan điểm của mình ông antonov cho hay mỹ đã xác nhận và điều này có thể được khẳng định sau khi tôi tiếp xúc với các quan chức nhà trắng rằng vụ trao đổi tù nhân là một trường hợp cá biệt và washington sẽ không thay đổi chính sách của mình đối với nga kể cả về ukraine Mới đây, Thủ tướng Anh Keir Starmer đã chủ trì cuộc họp thứ hai của Ủy ban khẩn cấp Cobra cùng với các thành viên chủ chốt của nội các, lãnh đạo quân đội, cảnh sát và quản lý nhà tù để bàn biện pháp ứng phó với các cuộc biểu tình bạo loạn chưa hề có dấu hiệu giảm bớt. Theo Thủ tướng Anh Keir Starmer, 400 người đã bị bắt giữ sau khoảng 50 cuộc biểu tình trên khắp nước Anh trong những ngày vừa qua. Nhiều người trong số đó đã bị hầu tòa và buộc tội Ngoài ra, khoảng 2.200 cảnh sát chống bạo động sẽ được bổ sung để ngăn chặn các cuộc biểu tình bạo lực của các đối tượng cực hữu. Ông Stammer nhấn mạnh, chúng tôi đang làm mọi thứ có thể để đảm bảo rằng cảnh sát sẽ có mặt ở bất cứ nơi nào cần phản ứng, hỗ trợ cho những nơi cụ thể cần có ở đó. Rõ ràng, đây là tình huống khó khăn khi tình trạng hỗn loạn diễn ra ở nhiều nơi khác nhau cùng một lúc. Đó chính xác là lý do tại sao tôi tổ chức cuộc họp Cobra thứ hai của mình hôm nay để phối hợp phản ứng và để có được sự đảm bảo rằng chúng ta có đủ cảnh sát tại chỗ rằng chúng ta có thể đối phó với tình trạng hỗn loạn này. Thông điệp phải được gửi đến những người đang tham gia vào tình trạng hỗn loạn này, đó là các bạn đã sai rồi, các bạn không nên làm vậy, các bạn sẽ cảm nhận được toàn bộ sức mạnh của luật pháp. Như tôi hy vọng, chúng ta đã có thể chứng minh bằng các cuộc truy tố nhanh chóng này. Các vụ biểu tình bạo loạn xảy ra trên khắp nước Anh sau vụ đâm dao khiến ba bé gái thiệt mạng và 10 người khác bị thương. Nghi phạm Asen Rudakubana, 17 tuổi, sinh ra tại Carib và sống tại làng Banks, hạt Lancashire, cách xa Port vài dặm về phía Bắc, đã bị buộc 3 tội giết người và 10 tội cố ý giết người. Tuy nhiên, trước khi danh tính của nghi phạm được xác nhận, trên mạng xã hội đã lan truyền các thông tin sai sự thật rằng đối tượng là người Hồi giáo đến Anh bất hợp pháp bằng thuyền và đang xin tị nạn. Sau những thông điệp này, các thành viên cực hữu đã xuống đường biểu tình phản đối nhập cư và bài Hồi giáo tại các thành phố trên khắp nước Anh. Nhiều cuộc đụng độ đã xảy ra giữa phe biểu tình cực hữu với cảnh sát hoặc với các nhóm biểu tình đối lập. Đây là đợt bùng phát bất ổn dân sự tồi tệ nhất tại Anh trong 13 năm qua, tập trung tại nhiều thành phố của vùng England và Bắc Ireland. Theo truyền thông châu Âu, các chính phủ thành viên Liên minh châu Âu đã phê duyệt khoản thanh toán thường xuyên đầu tiên cho Ukraine là 4,2 tỷ euro, tương đương 4,58 tỷ đô la Mỹ, trong số 50 tỷ euro mà EU đã dành để hỗ trợ tài chính cho Kiev. Khoản tiền này sẽ được cung cấp dưới dạng tiền vay và tài trợ sau khi Ukraine đáp ứng các điều kiện giải ngân bao gồm cải cách quản lý tài chính công, quản trị doanh nghiệp nhà nước, môi trường kinh doanh, năng lượng và gia phá bom mìn. Hồi giữa tháng 7, theo EU, trong số những cải cách mà Ukraine đã thực hiện thành công có thông qua luật mới về chuyển đổi Cục An ninh Kinh tế Ukraine. Chức năng của cơ quan này sẽ bao gồm chống trốn chốn thuế và tội phạm kinh tế cũng như bổ nhiệm người đứng đầu các doanh nghiệp nhà nước dựa trên kinh nghiệm quản lý của họ. Các quy định sẽ do một ủy ban gồm 6 thành viên, với một nửa trong số đó là các chuyên gia quốc tế đưa ra. Thông cáo báo chí của ủy ban châu Âu EC nêu rõ, Ukraine đã thông qua những thay đổi về mặt lập pháp nhằm áp dụng các tiêu chuẩn quản trị doanh nghiệp gần hơn với các tiêu chuẩn quốc tế, kể cả việc xác định rõ ràng quyền hạn của ban giám sát tại các doanh nghiệp nhà nước. Thời điểm đó, Chủ tịch EC Ursula von der Leyen nhấn mạnh EU sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine miễn là điều đó cần thiết. Tổng cộng, Ukraine sẽ nhận được tới 50 tỷ euro trong giai đoạn 2024-2027 như một phần của chương trình hỗ trợ tài chính, song không có viện trợ quân sự. Phần lớn số tiền được cung cấp dưới hình thức tín dụng, các khoản viện trợ chỉ ở mức 13 tỷ euro, tương đương 14,2 tỷ đô la Mỹ. Cho đến nay, Ukraine đã nhận được 6 tỷ euro tiền tài trợ Bắc Cầu, Bridge Financing và 1,9 tỷ euro tiền tài trợ trước từ quỹ này các tổ chức của EU là nhà tài trợ lớn về hỗ trợ tài chính cho Ukraine đã cung cấp 37 tỷ euro cho Ukraine. Tuy nhiên, Mỹ hiện là nhà tài trợ lớn nhất với khoảng 75 tỷ euro và hỗ trợ quân sự hơn 51 tỷ euro. Trước đó, Hungary đã ngăn chặn ba khoản viện trợ trị giá 500 triệu euro riêng biệt thuộc Quỹ Cơ sở Hòa bình châu Âu EFF cũng như 5 tỷ euro, tương đương 5,4 tỷ đô la Mỹ được phân bổ cho Quỹ hỗ trợ Ukraine của EFF. Budapest đã phê duyệt việc cấp tiền mặt cho Quỹ hỗ trợ Ukraine vào tháng 3 nhưng hiện từ chối ký vào các tài liệu cần thiết để giải ngân viện trợ. Vào tháng 7, Hungary đã ngăn Liên minh châu Âu-EU hoàn tiền cho các quốc gia thành viên đã viện trợ vũ khí cho Ukraine cho đến khi Kiev bỏ lệnh cấm vận chuyển dầu đối với công ty năng lượng Lukoil của Nga. Không đoàn ném bom số 28 của Mỹ ngày 6 tháng 8 thông báo hai oanh tạc cơ B-1B Lancer thuộc phi đoàn ném bom số 34 thực hiện thành công nhiệm vụ Conus đến Conus, không nghỉ từ căn cứ không quân Ellsworth đến khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương vào ngày mùng 1 đến mùng 2 tháng 8 và cho biết thêm rằng các phi cơ đã di chuyển tổng cộng hơn 20.000 km tính cả quãng đường đi và về. Không đoàn 28 cho biết trong nhiệm vụ kéo dài hơn 31 giờ này, hai chiếc Lancer đã phối hợp với các đồng minh và đối tác của Mỹ trong khu vực để tăng cường an ninh toàn cầu, chứng minh khả năng sẵn sàng của đơn vị và hoạt động huấn luyện cần thiết để phản ứng lại các cuộc khủng hoảng hoặc thách thức tiềm tàng trên thế giới. Theo dữ liệu theo dõi hàng không nguồn mở, hai oanh tạc cơ Mỹ đã tiếp nhiên liệu trên không trên đảo Vancouver của Canada trong chiều đi và làm điều tương tự gần Alaska trong chiều về. Không đoàn số 28 cho biết nhiệm vụ được tiến hành nhằm răn đe đối thủ, đảm bảo an ninh cho các quốc gia đồng minh và đối tác, tăng cường khả năng tương tác duy trì và chứng minh sự sẵn sàng trên toàn cầu. Chuyến bay không nghỉ của oanh tạc cơ Mỹ được tiến hành sau khi Trung Quốc và Nga hồi tháng 7 thực hiện chuyến tuần tra chung tầm xa tương tự. Các oanh tạc cơ của Bắc Kinh và Moscow được cho là xuất phát từ sân bay quân sự Anadia ở miền Đông Nga và đã tiến vào vùng nhận dạng phòng không Aziz, Alaska, chỉ cách bờ biển Mỹ khoảng 320 km, khiến nước này và Canada phải điều máy bay giám sát. Ở diễn biến khác, Trước đó, theo Business Insider, các bức ảnh do quân đội Mỹ đăng tải cho thấy các phi công tham gia cuộc tập trận với sự góp mặt của các máy bay vận tải MC-130G và C-17. Kể từ đầu năm 2020, Bộ Chỉ huy Cơ động Trên không AMC đã tiến hành một loạt cuộc thử nghiệm thả các bệ tên lửa hành trình thật và mô phỏng từ các máy bay chở hàng như C-17 và MC-130G. Cuộc tập trận nằm trong khuôn khổ sáng kiến mang tên Rapid Dragon – của không quân Mỹ nhằm xem xét tính khả thi và lợi ích tác chiến của việc dùng các máy bay vận tải sẵn có để triển khai vũ khí tầm xa. Giới chức Mỹ cho biết máy bay vận tải MC-130G và C-17 được chọn để tham gia sáng kiến Rapid Dragon vì việc hoán cải chúng thành oanh tạc cơ không yêu cầu phải chỉnh sửa hay huấn luyện nhiều như với các dòng khác. Trung tướng Jim Sliff, người khi đó là phó tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Chiến dịch Đặc biệt Mỹ, SOCOM, nói rằng Lợi thế ở giải pháp này là chúng không phải đòi hỏi phải tiến hành bất kỳ sửa đổi nào với máy bay. Phi hành đoàn cũng không cần phải tham gia bất kỳ khóa huấn luyện đặc biệt nào cả. Vào tháng 9 năm 2023, Bộ Tư lệnh Cơ động Trên không đã phóng một tên lửa hành trình tầm xa không đối đất chung từ máy bay C-17 Globemaster III trong một cuộc tập trận ở Ấn Độ Thái Bình Dương. Mỹ đã thử nghiệm thành công việc đưa các bệ phóng tên lửa đạn đạo lên máy bay ném bom. B-52 Stratofortress là một trong những máy bay ném bom chủ lực của Không quân Mỹ. Loại máy bay này có khả năng mang theo vũ khí kể cả bom hạt nhân và có thể được sử dụng để thực hiện các nhiệm vụ chiến lược. Lực lượng Không quân Mỹ hiện đang tìm cách trang bị động cơ và radar mới cho các máy bay ném bom B-52 Stratofortress nhằm duy trì hoạt động trong ba thập kỷ tiếp theo. Được biết, nguyên nhân Mỹ mạnh tay đầu tư nâng cấp B-52 là do máy bay ném bom B-1 và B-2 sẽ ngừng hoạt động vào đầu năm 2030. Dự kiến không quân Mỹ tiến hành thay thế động cơ máy bay ném bom B-52 Stratofortress bằng sản phẩm do Rolls-Royce sản xuất và radar đến từ phía Raytheon. Tuy nhiên, quá trình này đang gặp trở ngại do giá thành cao. Phó giám đốc vật liệu cấp cao của chương trình B-52, Brian Knight, cho biết chi phí nâng cấp ước tính tăng từ 2,5 tỷ đô la Mỹ lên 15 tỷ đô la Mỹ. Ông Brian Knight thông tin thêm, lực lượng không quân vẫn đang tinh chỉnh những ước tính của riêng mình và mong đợi đề xuất mới từ Boeing. Để thay thế động cơ, bản thân máy bay ném bom B52 Stratofortress phải được bảo trì lại. Trong khi đó, chi phí thay thế radar dự kiến tăng từ 1 tỷ đô la Mỹ lên 3,3 tỷ đô la Mỹ. Từ năm 1952 đến năm 1962, Mỹ sở hữu tổng cộng 744 chiếc B52 được Boeing sản xuất cho quân đội. Sau hơn 70 năm dòng máy bay ném bom này vẫn được Mỹ nâng cấp và cải tiến đều đặn. Một chiếc B52 hiện đại nhất có thể mang theo vũ khí nặng tới 32 tấn và có khả năng di chuyển trong khoảng 14.080 km mà không cần tiếp nhiên liệu trên không. Hiện tại, không quân Mỹ có 76 chiếc B-52 trong biên chế và với những nâng cấp mới nhất, dòng máy bay ném bom này có thể tiếp tục bay cho đến tận năm 2050. Hồi cuối tháng 5, Mỹ từng cử 4 máy bay ném bom B-52 Stratofortress tới châu Âu để nghiên cứu phương án tác chiến trong tương lai và mục tiêu chủ yếu là Crimea và Kaliningrad. Trên tờ The National Interest, cây viết Jeff Skogon cho rằng nhiều chiếc B-52 thuộc biên chế Bộ Tư lệnh Không quân Chiến lược SAC song không được sử dụng. Những trường hợp này rất có thể đã giữ được toàn vẹn khung máy bay nên tồn tại lâu hơn dòng kế nhiệm B-1 Lancer và B-2 Spirit. Mặc dù máy bay ném bom siêu thanh B-1 thay thế một phần B-52, nhưng những vấn đề về bảo trì đã hạn chế khả năng của chúng dẫn đến việc phải cho loại biên sớm dự kiến vào năm 2036. Hồ sơ vụ án vừa được tòa án liên bang ở Brooklyn giải mật cho biết, Ashif Merchant, 46 tuổi, quốc tịch Pakistan, bị bắt ngày 12 tháng 7 với cáo buộc thuê sát thủ phục vụ âm mưu ám sát chính trị gia hoặc quan chức chính phủ Mỹ trên lãnh thổ Mỹ. Nghi phạm bị bắt giữ trước khi xúc tiến kế hoạch của mình và đang bị giam ở New York chờ xét xử. Giám đốc FBI Christopher Ray nói rằng Merchant có quan hệ mật thiết với Iran. Dù hồ sơ không trực tiếp đề cập cựu tổng thống Donald Trump, nhiều hãng tin tại Mỹ dẫn các nguồn thạo tin tiết lộ, ứng viên tổng thống Đảng Cộng hòa có thể là một trong những mục tiêu bị nhắm đến. Bộ Tư pháp Mỹ cho biết, Merchant từng có thời gian sống ở Iran nhưng không nêu thời điểm cụ thể trong thông cáo. Nghi phạm khai mình có vợ con ở Iran cùng một gia đình khác ở Pakistan vào tháng 4 Merchant đã bay từ Pakistan đến thành phố New York, Mỹ để tuyển người tham gia kế hoạch ám sát của mình. Tại Mỹ, Merchant gặp một người mà Merchant tin rằng sẽ giúp sức cho âm mưu của mình và nhờ người này liên lạc với sát thủ ở New York. Tuy nhiên, người mà Merchant gặp lại là một nguồn tin ngầm của lực lượng thực thi pháp luật Mỹ và người này đã giới thiệu hai sát thủ. Thực chất là đặc vụ FBI, Cục Điều tra Liên bang, nằm vùng cho Merchant. Asif Merchant đã trả 5.000 đô la Mỹ để những người này làm 3 việc, trộm tài liệu, tổ chức một cuộc biểu tình tại sự kiện chính trị nhằm đánh lạc hướng chú ý và ám sát một chính trị gia. Merchan giao kèo rằng sát thủ sẽ nhận được chỉ đạo về mục tiêu ám sát vào tuần cuối cùng của tháng 8 hoặc tuần đầu tiên của tháng 9 sau khi Merchan đã rời khỏi Mỹ. Nghi phạm bị bắt vào ngày 12 tháng 7 khi chuẩn bị đón chuyên bay rời Mỹ. Quyền trợ lý giám đốc Christy Curtis của văn phòng FBI New York nói về vụ việc này rằng may mắn thay, những sát thủ mà Merchan cố thuê là các đặc vụ FBI nằm vùng thành công trong việc vô hiệu hóa mối đe dọa này không chỉ ngăn chặn được hậu quả thảm khốc mà còn khẳng định lại cam kết của FBI trong việc bảo vệ quốc gia và công dân Mỹ khỏi các mối đe dọa trong nước và quốc tế. Merchan hiện bị giữ trong trại giam liên bang, khai nhận muốn nhắm đến những người tại Mỹ đã làm tổn thương Pakistan và thế giới Hồi giáo. Người này tuyên bố đó không phải là những người bình thường. Cục điều tra liên bang Mỹ FBI khởi động điều tra âm mưu này vài tuần trước vụ ám sát hụt ông Trump tại cuộc vận động cử tri ở thành phố Butler, bang Pennsylvania hôm 13 tháng 7. Các nhà điều tra không thấy bằng chứng nào về sự liên quan giữa ông Merchan và tay súng ám sát hụt ông Trump tại Pennsylvania là Thomas Matthew Crooks. Theo hãng tin Reuters, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris, ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ, đã chọn Thống đốc bang Minnesota Tim Walz là người liên danh tranh cử trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay. Bà Harris thông báo Tôi rất vui khi chia sẻ rằng tôi đã đưa ra quyết định của mình. Thống đốc bang Minnesota Tim Walz sẽ tham gia chiến dịch của chúng tôi với tư cách là người liên danh tranh cử. Ông Walz là một nhà lãnh đạo đã được tôi luyện qua nhiều trận chiến và có thành tích đáng kinh ngạc trong việc hoàn thành mọi việc cho các gia đình Minnesota. Ông Quan, 60 tuổi, từng là thành viên lực lượng vệ binh quốc gia Mỹ trong hai thập niên và là cựu giáo viên. Ông Quan lần đầu được bầu vào Hạ viện Mỹ vào năm 2006 đại diện một khu vực có xu hướng theo đảng Cộng Hòa. Ông làm hạ nghị sĩ 12 năm trước khi được bầu làm thống đốc bang Minnesota vào năm 2018. Với tư cách là thống đốc, ông Wans đã thúc đẩy chương trình nghị sự tiến bộ bao gồm các bữa ăn miễn phí tại trường học, mục tiêu giải quyết biến đổi khí hậu, cắt giảm thuế cho tầng lớp trung lưu và mở rộng chế độ nghỉ phép có lương cho người lao động ở bang Minnesota. Đội ngũ tranh cử của cựu Tổng thống Donald Trump đã bắt đầu tấn công thống đốc Wans ngay sau khi phó tổng thống Harris chính thức công bố phó tướng, theo đài CNN, cựu tổng thống mỹ Donald Trump lập tức gọi bộ đôi này là bộ đôi cánh tả cấp tiến nhất trong lịch sử nước mỹ. Ông JD Vance, phó tướng liên danh cùng ông Trump nói rằng quyết định của bà Harris chọn ông Wauns làm nổi bật mức độ cực đoan của nữ phó tổng thống. Ông Vance nói vấn đề lớn nhất đối với việc bà Harris chọn ông Wauns làm phó tướng tranh cử không nằm ở bản thân ông Wauns mà nằm ở bà Harris. Điều đó cho thấy bà ấy sẽ dễ khuất phục trước những thành phần cấp tiến nhất trong Đảng Dân Chủ. Ông Vance chỉ trích ông Wans vì cách xử lý các cuộc biểu tình vào năm 2000. Đảng Cộng Hòa cho rằng ông Wans không đủ quyết đoán trong việc chống lại những kẻ bạo loạn khi đó. Bà Harris và ông Wans chưa lên tiếng về các tuyên bố của bộ đôi Trump, Vance. Đài ABC News mới đây đưa tin Phó Tổng thống Mỹ bà Kamala Harris chính thức giành đa số phiếu ủng hộ của các đại biểu trong cuộc bỏ phiếu trực tuyến của Đảng Dân Chủ nhằm chọn ứng viên đại diện ra tranh cử Tổng thống. Theo thông cáo của Ủy ban Quốc gia Đảng Dân Chủ DNC, cuộc bỏ phiếu kết thúc vào tối mùng 5 tháng 8 theo giờ địa phương và kết quả vẫn cần được thông qua bởi thư ký đại hội là ông Jason Ray. Theo DNC, bà Harris đã nhận được 4.567 phiếu ủng hộ của các đại biểu. Theo thông cáo chung của Chủ tịch Đảng Dân Chủ Jaime Harrison và Chủ tịch Đại hội Toàn quốc Đảng Dân Chủ Minion Moore. Với sự ủng hộ của 99% đại biểu tham gia bỏ phiếu trực tuyến, Phó Tổng thống Harris đã có động lực lịch sử trong khi chúng tôi đang tiến hành các bước cuối cùng nhằm chứng nhận bà ấy là ứng cử viên của đảng. Quyết định hồi cuối tháng 7 của Tổng thống Joe Biden khi tạm dừng chiến dịch tái tranh cử và trao ngọn đuốc cho bà Harris vào thời điểm muộn như vậy là điều hầu như chưa từng có trong lịch sử chính trị hiện đại. Việc bà Kamala Harris tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng được đánh giá đã thổi năng lượng và sự phấn khởi vào một đảng dân chủ vốn bị ảnh hưởng bởi cuộc đấu đá nội bộ trong nhiều tuần về tuổi tác của ông Biden, khả năng lãnh đạo thêm 4 năm nữa và các con số thăm dò giảm mạnh. Hiện tại dù bà Harris đang bám đuổi xích sao ứng viên tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump trong các cuộc thăm dò, nhưng để bà đắc cử đó không phải là chuyện dễ. Theo báo Financial Times, ngay cả những thành viên Đảng Dân chủ lạc quan nhất cũng thừa nhận bà Harris phải đối mặt với con đường treo leo nếu bà muốn đánh bại ông Trump vào tháng 11 tới trước đó new york times cũng nhận định nếu bà harris chính thức trở thành ứng cử viên tổng thống của đảng dân chủ thì cũng sẽ không dễ đánh bại ông trump bên đảng cộng hòa bởi lẽ tuổi tác của ứng cử viên không phải là mối quan tâm duy nhất mà cử tri nêu ra phần lớn cử tri cho rằng hệ thống kinh tế và chính trị trong nước đang gặp vấn đề và rằng họ rất quan ngại về kinh tế và nhập cư trong các cuộc thăm dò cử tri cho biết họ đang tìm kiếm sự thay đổi nội dung vừa rồi, rồi đã khép lại chương trình điểm nóng thế giới trên kênh youtube chính thức của báo điện tử vtc news cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại